Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ từ chức. Trước đó như đã đưa tin, tối ngày 24 tháng 5, ông Nguyễn Xuân Gụ bị phát hiện ở cùng khách sạn tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với một phụ nữ trẻ. Vụ việc sau đó được ông Gụ khẳng định chỉ là vi phạm thủ tục hành chính. Theo thông báo của VFF sau đó, đơn vị này không cử ông Gụ vào thành phố Hồ Chí Minh công tác. Chiều ngày 28 tháng 5, trưởng ban kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng cho biết, ban chấp hành VFF có thể họp bất thường để xem xét xử lý. Do vụ việc làm tổn hại hình ảnh VFF và bóng đá Việt Nam, VFF đã ra thời hạn ngày 30 tháng 5 để ông Nguyễn Xuân Gụ giải trình. Từ đó làm cơ sở cân nhắc, quyết định kỷ luật. Tuy nhiên tới sáng nay, ông Nguyễn Xuân Gụ đã từ chức phó chủ tịch VFF, đồng thời rút khỏi cuộc đua tranh cử ghế phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF tại Đại hội 8. Trả lời báo, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận VFF đã nhận được đơn từ chức của ông Nguyễn Xuân Gụ. Ông Lê Hoài Anh nói, thẩm quyền giải quyết đơn từ chức của phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ thuộc ban chấp hành VFF. Tới đây ban chấp hành VFF sẽ phải họp để quyết định đồng ý hay không với đề nghị của anh Gụ. Hiện chúng tôi chưa chốt thời gian cụ thể họp ban chấp hành do mới nhận được đơn của anh Gụ. Ông Lê Hoài Anh cho biết, với việc ông Nguyễn Xuân Gụ rút lui, sẽ chỉ còn 6 ứng viên tranh chức phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF. Nhiệm kỳ 8. Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ tự khai có quan hệ với cô gái lạ. Công an thông tin đang xem xét xử phạt hành chính đối với cô gái ở chung phòng với ông Nguyễn Xuân Gụ. Đến chiều nay, VFF phát đi thông cáo báo chí, thông tin bước đầu về vụ việc. Liên quan đến vụ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF, Nguyễn Xuân Gụ bị tạm giữ vì nghi án mua dâm. Diễn biến mới nhất, một nguồn thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đang xem xét xử phạt hành chính đối với cô gái ở chung phòng với ông Gụ, tên Trang, sinh năm 1995, ngụ huyện Củ Chi, vì lỗi vi phạm lưu trú tại khách sạn, nhưng không khai báo với quản lý tại đây. Công an kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở quận 1, phát hiện ông Nguyễn Xuân Gụ ở chung phòng với cô gái lạ. Phía công an cũng tái khẳng định, việc liên quan đến ông Gụ xảy ra tối ngày 24 tháng 5 tại một khách sạn ở đường Mạc Đình Chi, quận 1, chỉ là kiểm tra hành chính thông thường, không phải bắt mại dâm. Tuy nhiên, thông tin cho hay, đơn vị thực hiện kiểm tra là đội phòng ngừa tệ nạn mại dâm, mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Công an quận 1. Sau đó ông Gụ cùng cô gái ở chung phòng đã bị giữ để làm việc trong nhiều giờ, đến đầu giờ chiều ngày 26 tháng 5 mới được ra về. Diễn biến mới nhất, chiều ngày 25 tháng 5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF, phát đi thông cáo báo chí, cung cấp những thông tin bước đầu về vụ việc. Trong thông cáo, VFF xác nhận người bị Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ làm việc từ 23 giờ 30 tối ngày 24 tháng 5, khi đơn vị này phối hợp cùng Công an quận 1 kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn, chính là ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch VFF. Theo đó, khi công an ập vào kiểm tra, ông Gụ đang ở chung với cô gái tên Trang, sinh năm 1995, ngụ huyện Củ Chi. Cô gái này không khai báo tạm trú. Làm việc với công an, ông Gụ tự khai là từng có quan hệ với cô Trang. VFF khẳng định, trong thời điểm xảy ra vụ việc, ông Gụ không được VFF cử đi công tác. Việc này gây ảnh hưởng tiêu cực đối với hình ảnh và uy tín của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Hiện nay, vụ việc đã được giao cho Ban Kiểm tra Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Xuân Gụ có giải trình, thông cáo của VFF nói rõ. Thông tin mới nhất vụ nữ sinh trường Amsterdam tố anh rể bạo hành. Vừa qua trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook Thùy Dung tự xưng em vợ của MC Minh Tiệp đang công tác tại VTV tố cáo người này đã bạo hành cô bé từ năm lớp 6. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người đã lên tiếng phản đối, thậm chí là chửi rủa biên tập viên Minh Tiệp, hành động anh bị em vợ tố cáo và tỏ ra xót xa với nỗi đau mà nữ sinh Thùy Dung đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Sau rất nhiều ý kiến bức xúc diễn ra suốt những ngày qua, nữ sinh nhân vật chính trong sự việc tố anh rể bạo hành đã chính thức lên tiếng bằng việc livestream trên mạng xã hội vào tối 27 tháng 5 năm 2018. Thùy Dung cho biết
việc mình sử dụng tài khoản Thùy Dung trên mạng xã hội Facebook vào tối 27 tháng 5 khẳng định việc đăng tải nội dung trên mạng xã hội là do chính mình thực hiện, hoàn toàn không có bất cứ ai tác động hay ép buộc. Cô giải thích về nội dung đã được đăng tải trên mạng xã hội trước đó là hiểu nhầm và mọi vấn đề đã được giải quyết sau cuộc nói chuyện giữa cô và bố mẹ. Tất cả hành động của bố mẹ lúc đó là để kìm hãm mình, tránh dẫn đến việc mình nổi nóng, mất kiểm soát. Bố mẹ không cho mình dùng điện thoại iPad để tránh mình đọc phải những thông tin không hay, nhưng có cho mình liên lạc với bạn bè, Thùy Dung cho hay. Nữ sinh này cũng đã livestream và cho biết hiện tại nick Facebook cũ đã bị ai đó hack và cô tiếp tục khẳng định những ý kiến mà mình vừa nói trên là tự nguyện của bản thân mình, không hề có một sự ép buộc nào của bố mẹ hay bất kỳ thành viên khác trong gia đình. Vì vậy, mình mong mọi người sẽ không dùng những từ ác ý để comment hay nói gì về gia đình mình nữa. Hiện tại mình ổn, mình rất cảm ơn ý tốt của các anh chị từ những trung tâm bảo vệ trẻ em. Nhưng mình, em xin phép từ chối anh chị vì hoàn toàn bình thường. Ngoài ra có thông tin cho rằng việc bố mẹ mình xin giấy chứng nhận tâm thần từ bệnh viện gì đó là hoàn toàn sai sự thật. Mình cũng xin phép không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vụ việc này. Trước đó, nữ sinh 15 tuổi này đã lên mạng xã hội tố cáo anh rể là MC Minh Tiệp, hiện đang làm việc tại VTV có hành động bạo hành cô suốt nhiều năm. Sau đó khi giải thích với báo chí thì MC Minh Tiệp cho biết: "Tôi cho rằng việc cô bé cố tình dựng chuyện để nói xấu tôi là vì học lực không đạt như kỳ vọng, mãi chơi bỏ học nhiều lần, gia đình nhắc nhở, cô ấy liên tục phản ứng lại. Cô ấy muốn tìm một lý do nào đó để lấp liếm cho việc cô ấy trở nên như thế, nhưng tất cả những tin nhắn xin điểm tôi đang có." Theo tìm hiểu của phóng viên báo được biết, Thùy Dung từng là học sinh của trường trung học cơ sở chuyên Hà Nội Amsterdam và hiện đang học lớp chuyên sinh trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam. Trước sự việc này, trên fanpage của học sinh trường Amsterdam, rất nhiều bạn học đã lên tiếng bênh vực Thùy Dung. Một tài khoản tự xưng là bạn học cùng lớp với Dung cho hay việc nói Thùy Dung có học lực không tốt là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Suốt thời gian học trung học cơ sở, năm nào Thùy Dung cũng là học sinh giỏi và hành kiểm tốt, chưa từng gây gổ hay làm người khác khó chịu. Điều đó đã được minh chứng bằng việc Thùy Dung đã thi đỗ vào lớp chuyên sinh lớp 10 tại Amsterdam. Cơ quan chức năng thông tin chính thức về vụ biên tập viên Minh Tiệp bị tố bạo hành. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, chia sẻ với báo Người Lao Động, kết quả sau khi tiến hành xác minh vụ việc em Thùy Dung, quê ở Ninh Bình, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội, kêu cứu trên mạng xã hội vì bị anh rể bạo hành. Theo bà Hằng, tối ngày 27 tháng 5, sau khi nhận được thông tin và có sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, Sở đã thành lập đoàn công tác gồm Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em Bình đẳng giới trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Công tác Xã hội tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Thành, nơi ở của gia đình và các cơ quan liên quan đã tới gia đình làm việc. Khi chúng tôi tới làm việc, bố mẹ của cháu Thùy Dung đã ra tiếp và thẳng thắn trao đổi. Bố cháu khẳng định va chạm của cháu Dung và anh rể là có, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thông tin mạng xã hội phản ánh là cháu bị gia đình đưa từ Hà Nội về Ninh Bình, cách ly không cho sử dụng mạng xã hội là hoàn toàn không đúng sự thật. Cháu được nghỉ hè nên gia đình mới đón về quê chơi, bà Hằng thông tin về buổi làm việc. Qua tiếp xúc với cháu Dung và gia đình, cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình cho biết hiện sức khỏe tâm lý của cháu Dung hoàn toàn ổn định, tác phong nhanh nhẹn, tự tin khi trả lời những câu hỏi của đoàn công tác. Qua quan sát thì nhận thấy mặt mũi chân tay Dung không có những chấn thương bầm tím gì. Khi hỏi về nguyện vọng mong muốn, Dung chia sẻ là muốn tiếp tục đi học bình thường. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có đề nghị gia đình xác nhận va chạm giữa Dung và anh rể là có, thì gia đình phải có phương hướng giải quyết, trao đổi để anh rể rút kinh nghiệm, tránh lặp lại sự việc. Ngược lại, đoàn cũng có những lời khuyên, nếu sự việc không có gì quan trọng thì Dung nên chú ý hơn trong việc xử lý các tình huống, mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình thông tin chính thức về vụ việc. Sự việc nữ sinh 15 tuổi tên Thùy Dung viết dòng trạng thái tố cáo bị anh rể là MC thể thao VTV bạo hành đã gây bão dư luận suốt 2 ngày nay. Sự việc gây tranh cãi khi phía anh rể và gia đình nữ sinh khẳng định em học hành kém, thường gây gổ đánh nhau. Thầy cô và bạn bè nữ sinh thì lại cho rằng em là một học sinh ngoan, hiền lành, hòa đồng và được bạn bè, thầy cô yêu mến.